À, thì bây giờ vừa rồi đó các bạn đã sử dụng một số cái loại validation cơ bản rồi. Thì các bạn có thể lên cái trang của Hibernate Validate, các bạn tìm nhiều cái annotation hơn. Nó có rất nhiều cái loại, thì trong cái quá trình demo thì thầy cũng sẽ áp dụng thêm một số loại khác cho các bạn. Thì trong quá trình làm thì các bạn cố gắng tìm thêm. Thì như vậy là rõ ràng là trong cái bộ bin validation này nó đã hỗ trợ sẵn cho mình rất là nhiều cái thẻ để mà mình thực hiện cái thao tác chứng thực và rất là nhanh chóng và dễ dàng. À, như vậy là chỉ cần gắn cái thẻ vô và chỗ nào muốn hiện lỗi thì gắn cái form vô là nó có lỗi, là mình nó hiện ra thông tin cho người dùng. Được chưa? À, như vậy là rõ ràng như thầy nói đó. Thì trong quá trình mình validate á các bạn, thì chắc chắn sẽ có một số tình huống là nó không đủ để mà mình thực hiện những cái có sẵn nó không đủ. Thì khi đó các bạn cần phải tự viết một cái validate của riêng mình, nhưng mà mình muốn hoạt động theo cái cơ chế của bin luôn. À, thì lúc đó các bạn sẽ có những cái phương pháp như sau. À, đây là cái cách để các bạn tự tạo ra một cái bin validate cho mình nè. Giả sử sau này các bạn có nhu cầu validate là username nó có trong cái cơ sở dữ liệu hay chưa, hay là username này đã tồn tại hay chưa, vân vân, hoặc là email đã tồn tại hay chưa, thì rõ ràng các bạn phải viết một cái validate cho riêng mình để mà mình gửi lên server để nó kiểm tra. Như vậy là lúc này mình có thể tạo ra như sau. Thì các bạn muốn tạo ra một cái bin validate đó các bạn, thì các bạn phải khai báo ra một cái interface. Ví dụ ở đây trong trường hợp này là thầy đang tạo ra một cái để validate cái product name đó, thì các bạn phải gắn cho thầy ba bốn cái annotation này. Mấy cái này thì giữ nguyên như thế này. Trong đó mình có một cái constraint là mình validate cho cái lớp validator, mà lát nữa mình sẽ viết ha, mình sẽ viết một cái lớp validator này. Như vậy là được validate cái dữ liệu này nè, mình tạo ra một cái bộ chứng thực, và bộ chứng thực này được validate bởi class này. Được chưa? Rồi trong đây đó thì các bạn sẽ có cái interface của product name này, các bạn sẽ có những cái như thế này các bạn. Đây những cái phương thức này để thực hiện validate. Còn cái lớp mà product validator thì nó như thế này. Đây, product validator các bạn phải thực hiện implement, bắt buộc phải implement cái của nó các bạn. Thì cái validate chuẩn của nó là gọi là constraint validator, và các bạn mới truyền cái interface của mình vô là để validate trên đây. Và cái chuỗi, tức là cái giá trị, cái này là cái dạng băm đó các bạn, bản băm đó, cái này key value đó. Được chưa? Thì trong đây các bạn thấy nó có nhiều phương thức, hai phương thức chính là phương thức khởi động, thì phương thức này không làm gì hết, và cái phương thức chính là phương thức này nè, key value. Và trong phương thức này các bạn mới lấy cái value mà các bạn kiểm tra. Các bạn muốn check cái gì đó thì các bạn bỏ vô đây. Ví dụ như trong trường hợp này người ta check tên unique đi chẳng hạn. Nếu mà thành công thì các bạn trả ra true, còn không trả ra false. Thì đây là cái cách để các bạn tự khai báo một cái validator như thế này bằng cái bin. Và khi mà các bạn khai báo như vậy xong á, thì các bạn cứ sử dụng cái a cộng product name vô các bạn xài. Được chưa? Như vậy là a cộng product name thì khi mà nó vi phạm, khi mà người ta bỏ cái value của thằng này vô nè, cái value hồi nãy các bạn check đây, cái value ở đây nè, các bạn check ở đây nè, chính là cái giá trị mà sau khi người ta nhập vô cái trường name này, người ta bỏ vô. Thì sau đó nó gọi cái product name này, chính là nó gọi cái gì các bạn? Đây, nó gọi cái thằng khai báo một cái bin, một cái annotation của mình đây. Mình khai báo cái annotation như thế này. Và khi các bạn gắn annotation này vô thì nó sẽ gọi cái constraint ở bên đây. Tức là nó sẽ gọi cái phương thức gì các bạn? Valid ở bên đây để mà nó thực hiện, nó chứng thực. Được chưa? Để nó kiểm tra cái dữ liệu. Và nếu cái này trả ra true tức là thành công. True tức là cái true có nghĩa là gì các bạn? Nó hợp lệ. Còn false tức là nó không hợp lệ và nó sẽ thực hiện, nó báo lỗi cho mình. Được chưa? Sau khi các bạn khai báo như vậy rồi thì các bạn sẽ được một cái annotation như thế này để các bạn gắn vô. Được chưa các bạn? Như vậy là cái cách dùng thì cũng tương tự thôi, tùy vào cái cách mà các bạn triển khai. Như vậy là khi mà tạo ra một cái validation thì các bạn thấy là custom mà cái bin đó thì nó trải qua nhiều bước thì nó hơi rối, các bạn phải tạo ra một cái validator riêng, rồi các bạn phải tạo ra một cái interface thì các bạn mới làm như thế này. Được chưa? Thì trong đây thầy có demo cho các bạn ba cái bước cơ bản trong cái product name. Nếu các bạn muốn dùng cái này thì các bạn có thể triển khai giống hình như vậy, thì mình đạt được một cái bộ validate. Các bạn chỉ sửa lại đúng cái chỗ chứng thực này của riêng mình thôi. Các bạn muốn chứng thực cái gì thì các bạn sửa lại là ok. Được chưa? Là mình có được một cái bộ annotation của riêng mình, và mình lấy cái annotation đó chính là cái interface mình khai báo trên này. Được chưa các bạn, cái tên này này. Như vậy là ở đây thì thầy sẽ không có demo cái này, thì thầy để cho các bạn các bước như vậy để bạn nào muốn dùng thì các bạn có thể dùng. Thì ở đây thầy sẽ sẵn đó, thầy trình bày cho các bạn cái phần frame validation. Như vậy là khi mà các bạn chứng thực á, thì để tạo ra cái custom mà các bạn mình dùng frame này, nó sẽ linh hoạt hơn các bạn. Nó sẽ linh hoạt hơn trong cái việc mà mình tạo ra một cái validate của riêng mình. Do đó và nó đơn giản hơn, dễ làm hơn. Do đó là ở đây trong cái phần mà hướng dẫn tạo ra cái một validate của riêng mình thì thầy sẽ minh họa cho các bạn bằng cái thằng Ring Validation. Được chưa? Như vậy là đây là một cái loại, cái cơ chế của thằng Ring, nó cung cấp cho mình để mình thực hiện chứng thực.
và nó sẽ linh hoạt và nó dễ mở rộng hơn so với cái việc mà mình sử dụng cái pin validate hồi nãy. Hồi nãy là mình tận dụng những cái có sẵn thì khỏe nhất, nhưng mà tạo ra thì nó hơi rối lắm ha. Thì để làm cái này thì các bạn làm như sao nè. Như vậy là để tạo ra một cái validation của riêng mình đó, thì các bạn phải implement một cái interface của nó. Nguyên tắc là nó định nghĩa chuẩn, rồi mình muốn làm gì thì phải theo chuẩn của nó. Thì muốn theo chuẩn của nó là các bạn phải implement cái interface validator. Và trong đây nó sẽ có hai phương thức. Đây là hai phương thức trừu tượng. Và mình phải hiện thực hóa hai phương thức này. Thì phương thức thứ nhất là cái phương thức support các bạn, là các bạn cho cái validator của nó biết rằng là nó có được phép kiểm tra một cái lớp nào đó hay không. Mình phải chỉ định cho nó mới được quyền nó kiểm tra. Thì lát nữa mình sẽ cho kiểm tra rồi đó, thì mình sẽ có cú pháp ở trong này, thì lát các bạn coi. Còn cái phương thức này là cái phương thức chính, mình bắt đầu mình chỉ định những cái điều kiện kiểm tra của mình vô đây, để mình kiểm tra cái dữ liệu của lớp đối tượng nó gửi lên có phù hợp với cái mình muốn hay không. Thì các bạn coi một mẫu như thế này. Đây các bạn, ví dụ như trong trường hợp này là thầy đang kiểm tra giá đi chẳng hạn, là một cái minh họa thôi. Thì các bạn nhớ là các bạn phải implement cái này. Và quan trọng chỗ này các bạn, phải có gắn cái này nha. Bởi vì sao? Bởi vì một lát nữa mình sẽ thực hiện auto wiring vô thằng này, nó tự móc nối. Do đó là các bạn phải gắn thêm một cái A cộng component vào. Nó thuộc cùng nhóm với A cộng controller, A cộng repository với lại là A cộng service các bạn. Nó là những cái để thực hiện auto wiring. Do đó là mình dành cho cái A cộng component ở đây, để lát nữa mình auto wiring vô đây. Được chưa? Thì sau đó các bạn cứ chỉ định điều kiện thôi. Và khi cái gì đó vi phạm thì các bạn chỉ việc gọi phương thức này để các bạn reject cái đó đi, là lúc đó nó vi phạm theo cái print validate. Được chưa? Rồi, còn cái này thì các bạn cho phép thì các bạn chỉ cần gọi phương thức irresizable from như thế này thì nó được phép ha. Rồi, đó là cái lớp validate. Rồi sau đó các bạn muốn áp vô cái controller của mình, thì lúc này các bạn mới quay lại một cái khái niệm hôm bữa mà trong cái buổi đầu khi mà thầy trình bày với các bạn về cái print á, thầy có nói là nó có một cái phần web data binder. Thì tới bữa nay thì thầy sẽ nói với các bạn, thì cái phần web đó, trong cái phần controller các bạn, nó sẽ có một cái phương thức như thế này. Khi mà các bạn gắn cái annotation này lên nè, thì cái phương thức này nó sẽ được gọi trước khi cái action nó được thực thi. Như vậy là các bạn muốn dùng cái print validate á các bạn, mình dùng print validate như thế này nè, thì các bạn phải chặn lại ngay cái chỗ này. Chặn lại ngay chỗ này để các bạn kiểm tra coi cái request này có đạt được yêu cầu của print hay chưa. Mình chặn ngay đây trước khi quăng cái request này vào cho cái action nó gọi nó xử lý. Được chưa các bạn? Do đó là trong trường hợp này các bạn muốn chặn cái validate thì các bạn bắt đầu các bạn hiện thực cái thằng này, cái init binder. Và trong này các bạn chỉ cần có một tham số như vậy thôi. Còn cái này tên gì cũng được tùy các bạn. Và các bạn thiết lập cái validate của nó vô đây, thì tự động mọi thứ khi mà nó vào tới controller này nè, nó sẽ bước trải qua cái bước này để nó kiểm tra trước. Khi mà nó pass hết rồi thì cái action nào đó nó mới được gọi. Được chưa? Do đó là mình hiện thực cái này là mình phải gắn vô một cái binder như này ha. Rồi như vậy là các bước hiện thực, thì bây giờ mình sẽ từng bước mình gắn cái bộ validate này. Thì trong quá trình mà các bạn triển khai cái project sẽ có nhiều cái bộ validator các bạn cần kiểm tra, đặc biệt là những cái bộ validator có tương tác với cơ sở dữ liệu. Do đó ở đây thầy sẽ tạo ra một cái gối độc lập luôn để mà thực hiện validator. Thì thầy đặt tên cái gối validator ở đây luôn ha. Rồi, sau này tất cả những cái gì validate là thầy đặt vô đây. Được chưa? Finish. Như vậy là giả sử bây giờ thầy demo một cái đi, thầy demo cái name đi chẳng hạn. Giả sử thầy quy định là tất cả các tên sản phẩm đều phải có một cái chữ gì đó trong đó. Ví dụ như doanh nghiệp phải có tên thương hiệu. Ví dụ như thầy bắt buộc phải có cái chữ viết tắt của tên thầy chẳng hạn. Trong tên sản phẩm tất cả phải có chẳng hạn. Thì bây giờ mấy cái có sẵn nó không có cái chuyện đó. Thì bây giờ thầy mới kiểm tra cái của, viết cái của thầy. Thì thầy viết một cái class bình thường các bạn, tạo một class, thầy gọi là name, product name. Validator. Được chưa? Rồi các bạn finish. Thì việc đầu tiên á, các bạn phải gắn giùm thầy cái A cộng component cái đã tính nhiệt tính. Bởi vì không có cái này là lát nó scan không được các bạn. Được chưa? Như vậy là các bạn nhớ nè, cái chỗ này nó cũng cần phải scan. Như vậy lại nhớ một cái gì nữa hồi xưa mình cấu hình các bạn. Component scan. Các bạn phải bỏ vô đây để nó scan cho mình nha. Để nó auto wiring vô. Đây. Đây mình có một cái bộ component scan này, bỏ nó vô đây. Để cho nó scan khi mà nó thực hiện auto wire như vậy validator. Như thế này. Được chưa? Rồi, vậy thôi. Rồi, sau đó mình làm gì? Mình implement cái validator của nó. Validator. Đây, của print validate ha bạn. Rồi, trong đây các bạn bắt đầu implement on abstract methods. Như vậy là nó ra cho mình hai cái phương thức.
Và lúc này chỗ này thì như thầy nói, mình chỉ định cái lớp để nó được phép validate đây, thì mình chỉ định bằng cú pháp như sau: return product là lớp product của mình ha, product. Các bạn import nó vô từ cái module. Đây module ha, chấm class chấm tsizable. À, cái này các bạn. Đó, mình truyền cái thông số này vô là được, là đây là cái cú pháp mình cho phép nó validate đây. Được chưa? Rồi, thì bây giờ mình thực hiện mình validate đây đây. Như vậy á các bạn, khi mà mình validate đây thì thầy xác định là thầy sẽ validate đây trên đối tượng rùa đất các bạn. Do đó là cái target này chắc chắn là đối tượng rùa đất. Thì khi mà cái mẫu chung á thì nó để object thôi. Bởi vì nó đâu biết cụ thể là mình sẽ gắn vô đâu. À, do đó là nó mới để object. Thì khi mà vào đây cái việc đầu tiên mình bạc cái thành rùa đất để mình kiểm tra cái gì đó. À, như vậy là thầy bạc nó thành rùa đất. Rồi ở đây về thầy ép kiểu là thành rùa đất. Target. Được chưa các bạn? Rồi trong đó sau này ở đây các bạn muốn kiểm tra gì các bạn kiểm, tất cả các trường muốn kiểm gì cũng được, được chưa? Bây giờ thầy điển hình thầy kiểm tra các em thôi. Thầy nói là gì các bạn, nếu ha b chấm get name chấm contents, ví dụ như thầy bắt buộc phải chứa cái tên cái tắt của thầy trong đây, trong tất cả các tên sản phẩm đi, mà nếu nó vi phạm điều này tức là mình phủ định trở lại. À, nếu nó vi phạm cái này, nó không chứa cái tên của thầy chẳng hạn, thì thầy sẽ reject một cái lỗi cho nó. À, như vậy là các bạn sẽ thực hiện lấy cái biến này nè, mình reject value. Được chưa? Error chấm reject, reject value các bạn. Và cái tên trường thầy muốn reject là cái trường name. Các bạn phải chỉ định cái này các bạn, để một lát nữa nó làm gì, nó biết đường là cái trường nào bị lỗi để nó hiển thị ra đúng. Được chưa? Còn cái error đó thì các bạn cũng để cái chuỗi này, nhưng mà các bạn chú ý chỗ này là cái này là cái template và không cần hai cái dấu mốc. Và nhớ là nó sẽ đi tìm cái này nè trong cái gì các bạn, trong cái message source của mình để mà nó hiển thị ra. Được chưa? Thì bây giờ thầy mới định nghĩa một cái nữa trong cái message source của thầy như sau. Ví dụ ở đây đại đi ghi trước đi ha, rồi đó ví dụ như thầy nói cái name, và ví dụ như thầy nói là my error gì đó đi, như thế này. À, như vậy là các bạn phải qua đây các bạn định nghĩa một cái error ở bên cái message để mà một lát nó đọc vô. Ví dụ như thầy nói là cái tên sản phẩm phải chứa cái từ DHT tên đó, các bạn có thể kiểm tra đại khái gì đó, thấy chưa? Tương tự như vậy thì các bạn cũng có thể kiểm tra cái gì đó nữa, nó vi phạm thì các bạn reject, vi phạm thì reject. Như vậy là bằng một phương thức này các bạn có thể validate tất cả rất là nhiều thứ ở trong đây, là các bạn chỉ cần reject cái tương ứng là xong. Được chưa? Như vậy là ở đây nè, đây là cái cách để các bạn rõ ràng là nó linh hoạt và nó dễ xử lý hơn với cái phương thức mình làm như thế này. À, nhưng mà vấn đề là mình phải khai báo thêm một cái data binder. Được chưa? Như vậy là trước khi mà các bạn khai báo cái data binder đó, đây mình sẽ khai báo như thế này. Đây ha, đây là cú pháp data binder mà thầy vừa nói với các bạn chỉ cần ghi như vậy là xong. Nó tự động nó sẽ thực hiện auto wiring và nhờ cái thằng A cộng component hồi nãy nó mới auto wire được nha các bạn. Các bạn quên cái A cộng component là cái auto wire này nó có vấn đề nha. Được chưa? Rồi, thì bây giờ mình gắn auto wire vô này. Như vậy là thầy auto wire vô thằng này, đúng không? Thầy copy. Thầy qua bên cái controller của thầy đây. Được chưa? Thầy gắn vô cái gì các bạn? Một cái biến private. Mình bắt vô đây, các bạn import cái này vô ha. Đó, thầy import vô từ cái của mình nè, cái validator đây các bạn, thầy import từ cái của mình này nha. Rồi sau đó các bạn lấy cái tên này luôn, mình sửa lại chữ thường thôi, đúng cái quy tắc tên để cho nó auto wiring. Các bạn gắn a cộng auto wire vào. Rồi xong. Sau đó mình làm gì? Mình phải khai báo cái phương thức init binder. Được chưa? Phương thức này tên gì cũng được, miễn có annotation và có tham số web data binder là được. Như vậy là thầy nói là public void init binder. Rồi các bạn phải có tham số này, web data binder. Rồi thầy đặt tên là binder. Và nhớ gắn cái tham số ở đây là a cộng init gì các bạn? Binder. Được chưa? A cộng init binder. Và trong đây các bạn set cái validator cho nó chính là cái bộ validator của mình. À, như vậy là binder set validator chính là cái này. Được chưa? À, như vậy là kể từ thời điểm này khi mà nó vào đây đó các bạn, nó sẽ kiểm tra cái này ha. Và tới đây khi nó thấy cái binary row này có lỗi thì nó sẽ dừng lại, nó báo lỗi y hệt này. Như vậy là cái phần firm error ở đây mình không cần mình phải xử lý gì hết các bạn.
Được chưa? Form error thì vẫn giống như vậy thôi ha. Thì bây giờ các bạn run cái này lại, các bạn build lại, bởi vì mình có cái gói và Java mới các bạn, do đó phải build lại để cho nó biết. Rồi các bạn deploy đây ha. Rồi bây giờ mình trở về cái trang admin product. Rồi thì bây giờ cái tên này, ví dụ như thầy gõ AA gì đó, nó không chứa cái đạt được cái yêu cầu này này, được chưa? Nhưng mà bây giờ nó không chứa cái DHT của thầy, cái tên á, thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó báo cái lỗi ra này các bạn, được chưa? Và cái thông tin nó báo ở đây thì cũng tương tự như vậy. Ở trong đó nếu các bạn có reject một cái gì đó nữa thì nó sẽ kiểm tra hết, nó reject cho mình, được chưa? Như vậy là ở đây còn cái các bạn để ý một điểm nha, nhưng mà các bạn để ý một điểm này, nó đã kiểm tra được thông tin này cho mình rồi, nhưng mà giả sử nha, thầy bỏ ở đây là 5.000 thôi, 5.000 thôi, như vậy là các bạn thấy cái này có phải nó vi phạm cái điều kiện gì các bạn, cái điều kiện bin validate hồi nãy của mình không? Nãy mình nói là tối thiểu là mấy, tối thiểu là 10, tối đa là 10 triệu, nhưng mà bây giờ các bạn thấy là khi mà thầy submit lên này, nó không kiểm tra cái này nữa các bạn. Như vậy á, nó có một cái vấn đề như thế này, hai cái này nè, một thời điểm nó chỉ chạy một cái thôi, khi mà các bạn đã set cái validate cho nó là cái này rồi nè các bạn set cho nó là cái này rồi á, thì nó sẽ không chạy được thằng kia nữa, được chưa? Như vậy là ở đây mình không tận dụng được cái annotation nếu mà mình dùng cái thằng string validate, do đó là mình vướng cái chỗ rõ ràng. Mình thấy cái ưu điểm của bin validate á, là nó cung cấp cho mình một cái bộ bin validate rất là dễ sử dụng, gắn annotation vô là khỏe rồi, không làm gì hết, nó làm sẵn cho mình rất là nhiều, nó rất nhiều thẻ đó các bạn lên trang đó các bạn sẽ thấy. Tuy nhiên thì cái bin validate nó có vướng vấn đề là khi tạo ra một cái custom validate á, thì nó hơi dài dòng, nó hơi rối rắm chút. Sau đó mình mới đề xuất là mình sử dụng cái string validate để mà mình tạo custom. Nhưng mà lại vướng một cái vấn đề tiếp theo là sử dụng string validate xong thì lại không tận dụng được mấy cái thằng annotation bin có sẵn. Như vậy là mình sẽ đi tới một cái bước thứ ba, mình sẽ kết hợp hai cái này lại để mà mình tận dụng tối đa cái ưu điểm của hai thằng này. Như vậy là cái kỹ thuật để kết hợp hai thằng này lại các bạn, căn bản là mình sử dụng cái nguyên tắc kế thừa thôi. Thì bây giờ các bạn coi thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà mình kết hợp cả cái string validation và cái bin validation lại để đảm bảo rằng cả hai thằng này đều chạy hết, được chưa? Như vậy là ở đây thầy nói rồi ha, khi mà các bạn gắn cái string validate vô thì nó sẽ bỏ qua tất cả cái thằng bin validate, nó không làm nữa. Thì bây giờ các bước sau đây để các bạn kết hợp cả hai cái thằng validate lại của mình như thế này, thì mình cũng tạo ra một cái lớp bình thường các bạn, cũng là lớp này, nhưng mà kể từ đây là chỉ có một lớp duy nhất này thôi, và mình sẽ dùng validate cho tất cả. Và trong đây thay vì á, mình chỉ gọi cái validator bình thường của thằng string bằng cái cú pháp như thế này nè, cú pháp như thế này là các bạn duyệt qua mấy cái thằng string validate, thầy sẽ bỏ tất cả các string validate vào một danh sách vô đây luôn. Thầy cũng là phương thức này thôi, nhưng mà thầy bỏ nguyên cái này vô và thầy cho nó chạy bình thường các bạn. Đây là cái string validate, được chưa? Mọi thứ string validate là thầy dồn vào đây hết, thầy không làm cái khác. Rồi sau đó để cho nó thực thi được cái phần bin validate đó, thì thầy mới thực hiện thầy auto wire vô, bởi vì nó đã tạo ra rồi các bạn, bin nó vẫn đã tạo ra rồi nhưng mà nó không chạy thôi, được chưa? Thì mình sẽ thực hiện một cái hành động, mình auto wire vô cái bin validate của nó. Và sau khi auto wire rồi đó, thì các bạn nhớ là cái kiểu validate của nó hồi nãy đó chính là gì các bạn? Cái constraint violation. Và thầy sẽ lấy nguyên cái bộ constraint violation mà nó validate, và thầy tiến hành, thầy nhờ nó, thầy nhờ nó validate cái target cho thầy, là cái đối tượng của thầy đó, đối tượng product thầy bỏ vô. Thì lúc này nè, thầy đang thực thi cái bin validate, bắt buộc nó phải thực thi kết hợp vô đây luôn. Mà hồi nãy khi mà các bạn chạy đó thì mặc định nó đã gọi cái này cho mình rồi, nhưng mà bây giờ mình chủ động mình gọi nó lên để nó thực thi validate cho mình luôn các bạn. Và cuối cùng các bạn áp dụng kết hợp cái cú pháp hồi nãy, duyệt qua mấy cái đối tượng này, cái đối tượng nào, tức là cái đối tượng nào mà nó nằm ở trong đây đó, là cái đối tượng nó đã vi phạm cái ràng buộc từ cái đối tượng nó validate cái thằng lỗ đất này rồi, thì các bạn dùng cú pháp này reject value đi, thì nó hoạt động tương tự. Như vậy là bằng cái cách mình triển khai cái lớp này đó, thì mình đã kết hợp được cái thằng gì các bạn, cái thằng string validation và cái thằng bin validation trở lại ha. Như vậy là các bạn để vận dụng cái này thì thầy cũng sẽ tạo ra một cái đối tượng bin thì dùng chung như thế này đây. Và trong cái đối tượng bin dùng chung này nè, thầy tập hợp tất cả các string validation trong chương trình thầy có, thầy bỏ vô. Thầy muốn validate cái gì thì thầy bỏ vô cái đó, còn thầy muốn validate cái khác độc lập nữa thì thầy tạo một cái bin khác, được chưa các bạn? Thì đây là cái chỗ thầy bỏ cái string validation là xong. Còn cái thằng
Cái thằng bin á, thằng bin thì mình không cần bỏ, thằng bin thì mình gắn annotation là tự động nó có trong cái đối tượng này rồi. Do đó các bạn mới thấy là cái đối tượng này thầy mới auto wiring cho này. Được chưa? Đó là cái bin validator ha. Và ở đây nó sẽ dựa trên cái kiểu dữ liệu mình chỉ định là auto wire cho đây cho mình. Được chưa các bạn? Như vậy là sau khi mà các bạn có được cái này rồi thì các bạn gắn data binder vô bình thường, nhưng mà mình sẽ gắn data binder từ cái bin ở trong này, từ cái đối tượng ở trong này. Như vậy là kể từ thời điểm này mình sẽ không cần, nó sẽ kết hợp được cả hai cái này luôn. Được chưa? Thì bây giờ các bạn coi thầy sẽ từng bước, thầy sẽ triển khai cho các bạn một cái bộ kết hợp. Đơn giản là hướng đối tượng của mình thôi các bạn. Mình kế thừa lại, rồi thay vì chỗ này mình làm bin thôi thì mình làm gì? Mình gắn thêm một cái nữa. Đây là overriding lại thôi các bạn. Nhá. Cũng nguyên lý kế thừa mình làm tới. Như vậy là thầy định nghĩa ra một cái bộ web validator chung nhé. Rồi thầy định nghĩa như sau. Các bạn vô trong cái thằng validator của mình đây. Mình define ra một cái class web app validator. Được chưa? Rồi mình finish. Thì cũng tương tự như vậy, các bạn gắn cho thầy cái a.permanent đã tính dự tính. Rồi các bạn cũng implement y hệt hồi nãy luôn, là cái gì các bạn? Implement cái thằng validator đây, từ đây. Rồi các bạn cũng quăng hai cái phương thức abstract method của nó. Chỗ này cũng vậy, cũng là product thôi, mình đang làm việc trên product mà. Return product chấm class y. Cái này kim bọt kiểu cái đấy nó mới có chấm class y assignable. Rồi vậy là xong. Thấy chưa? Giống hệt hồi nãy. Rồi bây giờ câu chuyện của mình là nằm đây này. Như vậy là thứ nhất á, là thầy sẽ, cái này nó không có cụ thể một cái nào hết, thầy sẽ chưa chung vô. Như vậy là thầy khai báo một cái tập tất cả các string validator thầy có. Như vậy là thầy có cái gì các bạn? Thầy có một cái private set, một tập hợp ha, điểm bọt vô là một cái list thôi các bạn, nhưng mà thầy không muốn có hai thằng trùng nhau thì các bạn có cái validator. Như vậy là đây là string validator, và ở đây thầy sẽ cung cấp cho nó một cái phương thức setter để nó bỏ vô ha. Như vậy là mình cung cấp setter cho nó thôi, refactor. Các bạn tạo ra cho thầy một cái setter. Như vậy là các bạn lấy setter thôi, mình không getter, tức mình không cho nó lấy, mình chỉ cho nó bỏ vô. Rồi sau đó mình thực thi ở trong đây thôi, mình không cho nó làm gì ngoài hết. Như vậy là ở đây các bạn mới duyệt qua cho thầy các validator này thôi. For validator V, nó nằm trong danh sách là string validator. Rồi các bạn chỉ việc gọi validator thôi, gọi phương thức, truyền hai cái này vô là xong. Như vậy là với cái phương thức này nè các bạn, là nó hoạt động bình thường của string validator đó. Thầy chưa có gắn gì tới bin hết. Bây giờ thầy cho nó chạy trước cái đi được tính tính. Được chưa? Thì các bạn mới qua bên cái chỗ mà cái cấu hình cái IOC đó, các bạn tạo một cái đối tượng chung, rồi sau đó mình dùng. Bây giờ thầy đang cho cái đồ đất đúng không, thì thầy sẽ auto qua vô đồ đất nè. Rồi các bạn qua đây ha, các bạn qua trên cái cấu hình của mình này, web config, tạo ra một cái đối tượng cấu hình chung cho cái một đối tượng nào đó mà các bạn muốn. Như vậy là ở đây thầy muốn viết một cái phương thức là gì? Public, trả ra kiểu này. Bây giờ thầy muốn product validator đó, cái này dành cho đồ đất chẳng hạn, thì thầy chỉ việc bỏ các validator của đồ đất vào đây là được. Thì hiện tại cái validator của đồ đất của thầy nó chỉ có duy nhất cái thằng name thôi. Như vậy là ở đây các bạn gắn cho thầy cái a cộng gì các bạn, bin vô, a cộng bin vô đây. Được chưa? Rồi thì ở đây các bạn tạo ra cho thầy một cái đối tượng web validator, web app validator ha. Rồi một cái validator, nó bằng new của web app validator, web app validator. Rồi sau đó các bạn return về dùng thầy nha, return về. Được chưa? Rồi sau đó các bạn mới chỉ định cái tập string validator cho thầy. Như vậy là thầy mới tạo ra một cái set tập cái validator của thầy ở đây. Đây cái validator của thầy này ha, validator từ string validator đúng không, string validator nè. Thầy nêu ra một cái tập con của nó là hash set. Cái này bữa đầu thầy có trình bày với các bạn rồi. Cái set là trừu tượng, mình nó có một cái hash set là một cái tập con, lớp con của nó. Rồi sau đó các bạn set cho thầy một cái, thêm một phần tử như sau, string validator, các bạn add. Như vậy là thầy thêm cái validator đầu tiên của thầy có ở đây á, là thầy dùng đồ đất nem. Như vậy là thầy bỏ đồ đất nem vô đây, nêu đồ đất nem. Đây.
À đúng rồi, product name validator. Nãy mình đặt cái này mà. Rồi, như vậy là thầy có nguyên bộ rồi. Sau này product có cái gì nữa thì thầy cứ ép vô thầy làm tới. Rồi, ví dụ như tương lai thầy không phải là product mà thầy là gì các bạn? User validator. Thì chỗ này là thầy set cái bộ của user validator. Rồi, lúc này thầy bỏ vô thôi. Set cái validator. Rồi thầy bỏ đối tượng như là sao? Được chưa? Như vậy là kể từ thời điểm này là thầy validate vô đây. Như vậy, tất cả mà thầy đã bỏ trong đây hết rồi, thầy tập hợp vô đây, thầy xử lý hết rồi. Như vậy là thầy qua đây, thầy sửa lại controller của thầy một chút. Thì các bạn mới vô cái thằng controller, cái thằng product controller của mình. Thì sửa lại cái chỗ này ha. À, chỗ này bây giờ nó là web validator. Web validator. Web app ha. Validator. Đây. Rồi, như vậy là chỗ này mình set cho nó là cái này. Được chưa? Rồi, bây giờ hiện tại mình chạy lại cho nó đúng bình thường trước cái đi. Rồi sau đó mình gắn cái pin vô. Thì các bạn coi như thế này. Mình đơn như này lại. Rồi, các bạn chờ nó build đây ha. Rồi, mình đóng cái này lại đi. Rồi, bây giờ mình qua cái phần admin. À, như vậy là tương tự thầy cứ gõ cái gì đó ha. Bây giờ coi có nó có vi phạm hay không. Rồi, như vậy là cái print validator vẫn chạy bình thường ha. Rồi, như vậy là bây giờ thầy tiếp tục để áp cái bin vô này. À, như vậy là các bạn cứ theo cái logic này. À, các bạn sẽ khai báo cho thầy cái auto wipe bin, auto wipe bin validator. Nhưng mà các bạn chú ý giùm thầy cái chỗ này phải là cái đường dẫn các bạn tuyệt đối. Bởi vì sao? Bởi vì hai cái đồng chí này các bạn nó trùng tên. À, nó trùng tên và Java nó chưa có cơ chế để đặt alias. Do đó là ở đây mình phải lấy cái đường dẫn tuyệt đối này để mình khai báo một cái bin validate. Và chỗ này thì các bạn cứ validate target của mình thôi và mình lấy cái bộ validate của bin là xong. Cái bộ này thì nó sẽ gọi từ cái annotation mình khai báo. Và mình duyệt qua, mình gọi reject là được. Được chưa? Bây giờ các bạn coi thầy làm như thế này. Thầy quay lại cái bin ha, thầy bắt đầu thầy áp cái thằng đó vô, thì kết hợp ưu điểm của cái hai lại. Rồi đóng này đi, đóng này luôn, tập trung vô này. Rồi bây giờ auto wiring private, các bạn khai báo cái validator này. Các bạn cần transpay tiếp tới cái Java X validator nha các bạn, là cái này nè. Được chưa, enter cái. Rồi đây chính là cái bin validator của mình. Rồi các bạn auto wire vô, thì đây là đối tượng nó sẽ tạo sẵn cho mình không hề đụng gì tới hết. Auto wire. Rồi, như vậy là trước khi nó chạy cái pin á, thầy muốn nó chạy tất cả các cái validate trong cái pin validate nó đã làm cho mình rồi. Như vậy là các bạn lấy nè. Các bạn lấy cái đối tượng list.binvalidator, các bạn gọi phương thức validate. À validate. À và khi các bạn gọi validate, các bạn để ý các bạn sẽ thấy một cú pháp đặc biệt nè. Sau này các bạn gặp cái này nè. Cái dấu ba chấm này nè các bạn, là cái cú pháp có nghĩa là các bạn được phép truyền nhiều tham số vào. Thậm chí không truyền cũng được. Được chưa? Như vậy là sau này gặp cú pháp này để ý. Như vậy là ở đây thầy chỉ muốn validate cái thằng product thôi. Như vậy là chỗ này các bạn gọi cái phương thức validate và truyền cái target vô là đủ. Được chưa? Được chưa? Target của mình bây giờ là product đó. Rồi. Thì bây giờ mình mới hứng cái giá trị này thì các bạn mới bấm coi lại validate. Nó sẽ trả ra cho mình cái gì các bạn? Nó trả ra cho mình một cái set, một cái tập hợp constraint violation. Được chưa? Như vậy là mình cứ khai báo kiểu này mình hứng vậy thôi, cứ đúng logic lập trình mình làm tới. Rồi, mình có một cái tập hợp như sau. Set constraint violation. Violation ha. Đây, được chưa? Thì cái kiểu này là object nha các bạn, nó là kiểu generic, các bạn quản lý object thôi, mình ghi chung chung như vậy. Thì mình có các cái bin đặt tên vậy đi. Rồi, bin validate. Được chưa? Sau đó các bạn duyệt qua cái pin này và bắt nó nếu tức là khi mà cái đối tượng này là khác rỗng các bạn, là đã có một cái thành phần nào đó của cái product này nó vi phạm cái điều kiện mà mình định nghĩa ở trong cái annotation rồi. Được chưa? Thì khi đó mình chỉ duyệt qua thôi các bạn. Duyệt qua mình bắt đầu mình reject nó để bắt ring nó phải báo lỗi cho mình luôn. Tức là ở đây mình nhờ cái pin nó vào đây nhưng mà nhờ cái ring này nó báo lỗi. Như vậy là mình duyệt qua thôi. Mình duyệt qua từng phần tử của mình như thế này. OBJ. Rồi, OBJ ha, nó nằm trong bin.
Rồi thầy cứ gọi reject, thầy lấy biến này thầy reject tất cả cái này luôn. Error chấm reject value một cái. Rồi các bạn phải trong trường hợp này do nó là trường hợp tổng quan, do đó các bạn phải dùng cái này. Các bạn phải truyền vô cái template và các bạn phải truyền vô cái chuỗi. Bởi vì như hồi nãy cái chỗ báo lỗi thầy nói với các bạn á, một là các bạn truyền template, tức là cái key của mình ở trong property file nó đọc vô. Hai là các bạn truyền thẳng cái chuỗi vô luôn thông qua cái tham số default message. Như vậy là do đây là trường hợp tổng quát, thầy sẽ không biết được là ở bên kia nó truyền cái gì, do đó là thầy truyền hết vô. Có template thầy truyền template, có chuỗi thì truyền chuỗi, do đó là thầy truyền thẳng vô. Cái nào có thì tự động nó quăng vô cho mình. Như vậy là các bạn mới truyền cho thầy này. Đầu tiên lấy cái trường ra, lấy cái trường ra thì chính là các bạn get property. Các bạn có một cái phương thức OBC. Cái này đóng lại. Rồi, các bạn get property. Property path.toString ha. Thì đây chính là cái tên trường mà mình đã chỉ định ở trong cái này nè các bạn. Tên trường là mình gắn vô cái đồng chí này thì nó chính là này. Được chưa? Rồi, cái thứ hai là các bạn chỉ định template là template error message, tức là nó đọc từ cái property file. Như vậy là các bạn có là obj get message template. Như vậy là get message template này là gì? Là nếu như người dùng truyền vô lỗi dạng như thế này, đó là dạng như thế này, người ta gọi là template, được chưa? Hoặc người ta truyền theo cái dạng là người ta phải cái có một cái default message ở đây, được chưa các bạn? Khi đọc không được thì nó lấy default message. Thì nếu người ta có truyền thì mình cũng quăng vô cho nó luôn bằng cái tham số thứ ba là obj chấm get message thôi. Đó, như vậy. Như vậy là sau khi các bạn gắn như vậy xong là nó đã kết hợp được cái phần bin validate và cái frame validate rồi các bạn. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn thử mình chạy lại cái này nha. Như vậy là đây là cái có sẵn các bạn ha. Rồi, như vậy là mọi thứ không thay đổi thì cái bin của mình vẫn như vậy ha, cái bin của mình vẫn là validate đây bình thường. Rồi mình run cái chỗ này lại ha. Rồi mình qua cái phần admin product. Rồi cái này mình cũng vi phạm ha, mình vi phạm cả hai luôn, vi phạm cả bin và vi phạm cả print luôn, tức là chiều dài chưa tới 5 và nó không chứa chữ DHT. Rồi cái giá đó thì mình cũng vi phạm luôn. Đó, 5.000 thôi. Rồi sau đó mình bấm thêm vô. Đó thì các bạn thấy nó ra hết tất cả các lỗi. Được chưa? Lỗi thứ nhất á là nó vi phạm cái print của mình đây nè. Còn cái lỗi thứ hai đó, cái lỗi này là của bin nè, lỗi này của bin. Được chưa? Cái lỗi này cũng là của bin. Sau khi mà mình đã kết hợp cả hai lại thì kể từ thời điểm này mọi thứ mình cứ quăng vô chỗ cái bin ở trong cái thằng config của mình thì nó sẽ up cho mình luôn. Thì cái bước đầu thì nó có vẻ nó hơi dài, nhưng mà chỉ cần xong bước đó là các bạn thấy nó khỏe rồi. Được chưa?